Rồi, hello anh em ha. Hôm nay em có về một ít sale. R25R. Sale 25R ha. 25R. Một lốc này là được 7 sale ha. Thì này em giờ em đo 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 test thử độ chở cho anh em coi. Nói chung thì cái này nó chưa có nó chưa gì ta. Nó chưa có sạc đầy á thì mình chỉ test sơ vậy thôi anh em ạ. Test sơ ha. Rồi em để lên trên này nha. Cái này dương dương vậy ta. Mười ba rưỡi này. Cũng 13 rưỡi 3.9 3.9 18 ha, 10.5 3.9 18. Đây có máy xeo lẻ. Không biết mấy anh em thấy không? Thấy 3.9 18. Nãy 3.9 18 này cái này 14 10 độ chở là 14.9 nè. Chín nè. Rồi, pin này thì tầm 14 ha. Thì em có tổng cộng khoảng 1.000, 1.001, 1.002 gì đó. Thì anh em nào lấy alo em ha. Sale này thì nó còn nguyên khối thì anh em về lọc sale này hai cái dấu chấm này. Hai cái dấu chấm này cũng gỡ rất là dễ. Hai dấu chặt dấu chấm này xài lột dễ lắm, gọt còn đẹp hơn mấy thằng Trung Quốc nó lột nữa. À, anh em lột xong anh em đây có cái nấc này nè, anh em đẩy nó ra là nó ra hết luôn, không cần phải khó khăn gì hết ha. Chỗ sau này thì khả năng rất ngon rồi. Rồi, đây em có một ít sale 22B nữa. Đây có một ít sale 22B thì em cũng đo độ chở cho anh em coi luôn. Đây anh em thấy không? Này, thấy luôn. Này là chở 30 ha. Này độ chở 30, 36. Thì sale đó thì em sale 22B thì em có khoảng 1.000, 1.002.
hai bê. Này, 22 bê ha anh em ha. Thì anh em nào lấy thì cứ alo em ha. Rồi, xin chào anh em, bye bye, cảm ơn. Anh em nhớ đăng ký kênh ha.